chiếc chăn lấy trên máy bay 9 năm trước. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 17 tháng 1, một tài khoản kể về điều ngọt ngào xảy ra trên chuyến bay MH156. Một thành viên phi hành đoàn phát hiện gói đồ do hành khách bỏ lại trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, đến sân bay quốc tế King Abdul Aziz, Ả Rập Xê Sự thật là một hành khách ẩn danh muốn trả lại chiếc chăn được hãng hàng không sử dụng từ năm 2011. Người này thậm chí gửi lời xin lỗi vì đã mang món đồ này về nhà. Bức thư không để lại tên hoặc số liên lạc. Kamarun Zaman cho biết, anh cảm thấy xúc động vì hành động này, nhất là khi chiếc chăn được lấy trộm cách đây quá lâu. Hơn nữa, việc hành khách tự ý mang chăn được các hãng hàng không cung cấp về nhà là khá phổ biến. Tân mạng Malaysia dành lời khen ngợi cho vị khách của Malaysia Airlines và cho biết, họ được truyền cảm hứng để trả lại những chiếc chăn đã lấy từ các hãng hàng không. Một số người thắc mắc về hành động trục lỗi sau 9 năm của hành khách trên, nhưng lập tức hiểu ra khi biết thêm về hoàn cảnh. Điểm đến của chuyến bay là sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê Út. Điều đó có nghĩa vị khách ẩn danh có thể đang hành hương đến Mecca, thánh địa linh thiêng nhất với tín đồ hồi giáo, thực hiện các nghi thức sám hối và rửa sạch tội lỗi. 9 năm không phải thời gian ngắn, nhưng không bao giờ là quá muộn để trục lại lỗi lầm trong quá khứ. Ngay cả khi đó là điều hết sức bình thường, mang về nhà một chiếc chăn trên máy bay